Dạ, con xin kính chào tất cả các cô chú trên cộng đồng mạng. Đó, hôm nay thì mình lại tiếp tục nói về con Vi nữa ha cô chú ha. Đó, thì cô chú nghe chưa? Đó, cô chú nghe các kênh bên kia chia sẻ cho cô chú. Đó, Vi ta bây giờ giàu có rồi, đó, lên nói thiên khơi bà bóng gì đó cô chú. Cái đầu cái hả, có người cho đất cất nhà. Đó, thì cái clip kia thì con cũng đã làm cái clip con nói rồi. Đó, có hả, một cái ông chủ đất đã có cái miếng đất xéo. À, tính bán cho con Vi à, với giá 100 triệu, thì con Vi nó lên nó thông báo để mạnh thường quân về lẹ lẹ à, về lẹ lẹ đi cất nhà cho nó để nó được à, sống chung với con Vi à, bây giờ tiền á, thì không có làm ngày nào ra tiền hết trơn à, mà mỗi ngày thì phải xài một vài trăm ngàn à, tiền nhà trọ thì lây quay tới tháng à, thì bây giờ là ước ao có một cái ngôi nhà thì không hiểu à, không hiểu sao á, có người ha cho nó mua đất cất nhà vậy đó cô chú. Đó, thì thôi con cũng thua rồi đó, những cái con người mà có tiền mà không có não á, não mà nó phẳng lì đó cô chú đó, thì thôi nói không nổi đâu nó kệ đi đó. Thiếu nợ con Vi thì trả cho con Vi đi phải không cô chú đó, còn mình nói cho những người đó, biết chuyện hiểu chuyện với cô chú, nói mệt muốn chết mà toàn là những người mà không chịu hiểu không à. Đó, thì con Vi tối ngày bây giờ đó cô chú nó chỉ trông chờ thôi, nó trông chờ nó ngồi ở chỗ quán của bà Bảy gì đó, đó để nó nghe điện thoại đó, rồi nó chiêu trò này chiêu trò nọ mỗi ngày đó, giờ he xong cái đầu cái thằng YouTube nó hỏi vậy nè, ủa chị Vi sao hôm nay bụng bự vậy, tức là bữa hổm độn cái bữa đầu tiên bị con dịch mặt rồi cô chú đó, xong cái đầu cái bỏ ra không có độn nữa, cái bụng xẹp lép. À, bụng xẹp lép xong cái đầu hả đi sâu vô cái câu chuyện bầu bí á, thì nói chắc không có đâu này nọ, đâu có đi khám đi siêu âm gì đâu cô chú, tại vì nó biết rồi không có rồi đi thì chi cho tốn tiền à, cho nên là đâu có chứng minh được à, rồi xong xẹp rồi ha, bây giờ hả tới hôm nay cái bự lại nữa, hỏi ủa chị độn cái gì vô bụng hay hay gì mà bụng bữa nay ha bự với chị Vi đó, tụi nó vẫn vẫn còn nói luôn, đừng nói chi mình không nói cô chú phải không đó, thà bây giờ con nói cô chú á, ừ có bầu nó có bầu, mập nó mập đi, có đâu mà dựng cái câu chuyện để mồi chài có bầu để cho người này người nọ cho tiền của chú đó, thì có mạnh thường quân rõ ràng không, cô chú thấy cái ý đồ của tụi nó không đó, là mạnh thường quân sẽ mắc bẫy, thì có mạnh thường quân cũng gọi về ừ, nói bây giờ là nếu á mà có bầu thật sự thì người ta lo hết đó, thì nè cái tới mà cái chiêu cuối cùng sắp tới là con Vi á, nó sẽ để cho có bầu đó, nó không đi chích ngừa nữa cô chú, nó để cho có bầu để cho mạnh thường quân lo cho nó suốt cuộc đời, đẻ xong con nó lớn lên thì bắt đầu tiếp tục để đẻ nữa rồi đầu hả người ta lo nữa, lo hoài như vậy đó, dòng làm biếng mà cô chú đó, lúc nào cũng vậy chứ, muốn người khác cho tặng đồ này nọ không mà không chịu làm, mà tối ngày phải lụm lụm bọc lụm dây chai cô chú coi kìa, cái chiếc xe của nó đó, chiếc xe của nó đi lụm như vậy đó được bao nhiêu tiền, lụm cho có thôi đó, ngày ngày nào cũng vậy chứ cô chú. Cái tiền thu nhập chính đó, là cái tiền mà tụi YouTube quay trả cho một ngày 100k, đến hôm nay cô chú thấy không có ai hay mà lên hay mà nói cái vụ 100k không, làm gì không có, quá trúng tim đen, trừ khi mình không làm thôi cô chú, còn mình làm á vòng vòng đó người ta biết hết. Bây giờ con Vi nó đi la làng, nó la làng khắp xóm nó gì đó, ngày cho được 100 ngàn khỏi phải làm hay lụm bọc lụm dây chai mệt gần chết, ngu dại gì mà không diễn diễn, vừa có tiền mình thường quân cho, vừa các anh YouTube giúp đỡ cho ngày 100 ngàn à, có tiền mua rượu cho anh Phi, đó là cái lời nguyên văn của con Vi như vậy đó cô chú. Đó, con hỏi cô chú ơi, đó thấy không, nó lợi dụng à, YouTube thì lợi dụng hình ảnh tai tiếng của tụi nó thì lợi dụng YouTube, lợi dụng cái mạng xã hội rồi ha để kiếm ăn à, kiếm ăn một cách dơ giấy là gì đó cô chú, bởi vì nó làm sao người ta không nói, không dịch mặt, ý là dịch mặt mỗi ngày mà còn gì đó cô chú, còn mà không dịch mặt con nói cô chú ha còn dữ tợn nữa, con nói thiệt, mình mà không dịch mặt con Vi nó lộng hành, nó sẽ kéo chị em nhà nó rồi Tư Gạo con Ngọc đồ này nọ ha về, rồi con của con Ngọc rồi ha làm ha cho bột nồi hổng gầy, con nói ví dụ đi cô chú nha, ví dụ mà không dịch mặt đi thì tụi nó ha còn nhiều cái đó, để tụi nó trục lợi đó cô chú, đám cưới nè đó, rồi xong phải không, rồi ha mua đất cất nhà kêu gọi hổng gầy mấy tháng trời ngưng đó cô chú, ngưng cái vụ kêu đất cất nhà đấy ha, gọi đầu ha bị dịch mặt quá trời rồi cái ha bây giờ à, cái bây giờ ha lắng dịu xuống rồi tính rồi im xuôi cô chú vậy đó ha, mà chiêu trò giả bộ nói có người cho tiền mua đất rồi có tiền à, có người cho tiền cất nhà cô chú thấy không, cô chú thấy không là cái ý của nó là nó muốn
cho cộng đồng mạng biết là nó đang ha, hy vọng có cái ngôi nhà và miếng đất để cất nhà để nó ở với ông Phi. Trời ơi coi đó, cô nói diễn như vậy đó cô chú, con thật đó, con này quá tay, mỗi ngày con nói như vậy đó cô chú mà còn không lợi nữa đó. Ông nói thử đi bà Vi này hay là bả là quá tay cô chú ơi. Tối ngày nó ngồi không mà cô chú đó, nó mồi chài, nó kêu gọi, nó lợi quán bà Bảy. Con nói thật ha, mai mốt này cái quán bà Bảy cũng là liên quan nè, là cái nơi để tụi nó tổ chức kêu gọi mồi chài. Các kênh YouTube cũng vậy, cũng là đồng phạm cho cô chú coi nè, chứ đừng nói trời ơi ha, đầu ha, cứ diễn như vậy thì không có bị cái gì, không có đâu. Khi mà dính đi thì con nói cô chú dính cả chùm. Con nói thật á, công an ha, con hy vọng đi một ngày nào đó sẽ vào cuộc rồi cái tụi này nó sẽ trả giá cho những việc làm của nó cô chú. Mình đây mình nói là cô chú biết sao, mình nói đây là để cho mọi người cảnh tỉnh, còn cái chuyện vi phạm pháp luật và công an có vào cuộc hay không là cái chuyện nó riêng của cơ quan nhà nước. Còn mình ở đây mình nói như vậy để cho cộng đồng mạng mạnh thường quân nè né tránh hiểu chứ còn cái tụi này ha, mà nếu mà mình không dịch mặt ha, là bây giờ là con nói cô chú ha, nó kêu gọi cho tụi này. Đó, bây giờ thì các kênh nói là bây giờ chỉ quay thôi, không có kêu gọi gì hết. Mà con nói cô chú kêu gọi đi nữa cũng không ai đâu cho, con nói thật. Ai đâu mà cho hoài. Một cái con làm biếng nhất thay mà còn lương lẹo, nó đặt ra cái câu chuyện này, câu chuyện nọ. Rồi câu chuyện Mạnh Thường Quân cho 300 đô, câu chuyện mất tiền. Rồi có người cho tiền mua đất, có người cho cất nhà, có tiền cho đóng tiền nhà trọ, có người cho tiền đóng tiền nhà trọ. Cô chú thấy ông toàn chiêu trò con Vi không, nó tự tạo ra để nó câu like câu view giúp bọn YouTube, để bọn YouTube trả tiền cho nó mỗi ngày, nó biết tạo scandal cô chú đó. Cô chú thấy không bây giờ con hỏi cô chú là nói cái câu chuyện mà mất tiền đi, bây giờ mọi chuyện sáng tỏ, hùng cao đầu làm tới công chuyện kêu công an vào cuộc luôn đó, thì bắt đầu thì đầu nó lên nó thiểu ra năn nỉ ở lên, nó nói nó không có này không có nọ. Còn một khi mà nó qua kênh khác thì cái đầu là nó nói nó đổ thừa cho người ta đó, nói thật. Rồi ba hồi cái đầu nói gì chắc là trời ơi, tại vì nó quên, nó mất trí nhớ này nọ, chắc nó để nơi này nơi nọ rồi gớt ở đâu này nọ. Có nói thật, lương lẹo không ai tin đâu. Tao nói thiệt mày Vi ha, mày ngày nào đó mày sẽ trả giá cho những việc làm của mày đó, chứ mày đừng nói cái miệng kiện cái thân. Phải không cô chú, mình ăn tầm bậy được mà mình không nói tầm bậy được. Nó biết lạng lách lương lẹo, nó biết dẫn cộng đồng mạng là đi theo cái câu chuyện của nó, tò mò coi mỗi ngày luôn đó cô chú. Thì con hỏi cô chú nó khùng hay không, cái đầu nó con nói cô chú ha, dòng ha mà sạn không có dòng đá mà 4-6 ha, lắc nghe kêu cốp cốp luôn đó cái đầu con này nè. Chứ không phải dạng dừa, không phải dạng hiền đâu. Ở đó mà nói nó hiền, nó khờ. Rồi ha, bây giờ ha, mất tiền 3 triệu, bây giờ tìm gặp 1 triệu rồi. Còn 2 triệu, mới mốt chắc. Trời ơi, sao tình cờ tôi đi vô trong cái toilet. Đó, tôi đi vô trong đó, cái xong tôi gặp 2 triệu này nọ xong. Đó là coi như là cái câu chuyện mất tiền không có. Đó, giờ nó tự tạo lên câu chuyện mất tiền rồi đổ thừa người này người nọ, rồi bắt đầu nó tạo lên á, ơi gặp rồi cái ngày mai cái gặp nữa cái xong kết thúc đó, qua cái câu chuyện khác. Giờ nó giật tích câu like câu view, nó giờ có Mạnh Thường Quân cho tiền mua đất cất nhà xong rồi, bây giờ nó nói là có cái chủ đất bán đất cho nó rồi, bây giờ nó kêu gọi Mạnh Thường Quân nó nghe được cái này nọ thì gửi tiền về cho nó, chồng tiền cho người ta rồi đồng thời cất nhà cho người ta. Xong cái ngày mai nó chạy cái ông chủ đất này là cái ông chủ ba xạo đó, ông dụ con Vi này nọ gì đó bán cái miếng đất ở trên núi, trên gừng, trên gú gì đó, hay là ở dưới sông gì đó, nó cho con Vi là con nói cô chú nó sẽ chiêu trò mỗi ngày thì không có bao giờ mà không có cái bàn tay của các kênh YouTube đâu cô chú. Đi cô chú xem, cô chú cũng biết à, phải không? Đừng có nói chi mà tụi con cứ không giúp được cái này cái nọ mà nói người ta hoài. Ủa con hỏi cô chú, tụi nó có đáng để được giúp không? Mà con có giúp đi nữa, những cái con người như tụi nó chắc có mà, phải không? Làm gì mà con giúp những cái loại người mà siêng ăn biến làm lười lao động. Cô chú con giúp là con giúp phải đúng người. Những người như thế nào?
người ta kìa, lo siêng năng cần cù lao động gia đình người ta, nhằm khi không may mắn có người bệnh tật ốm đau cùi đuôi sức mẻ gì này nọ, thì mình giúp người ta để người ta đỡ một phần nào đó trong cái giai đoạn khó khăn của người ta, tự dương lên còn này, cho gạo đem đổi gạo cà phê. Có bao giờ mà cô chú đi làm việc thiện, cô chú giúp cho một cái thằng cờ bạc không? Một cái thằng mà con nói cô chú là phá làng phá xóm trộm cắp này nọ đó, cô chú đem những cái món quà của cô chú tặng cho những người đó không? Hay là đó là những cái đối tượng trong tầm ngắm của chính quyền ở chỗ đó, thì làm gì có cái câu chuyện mà nhà nước đi mà phát quà phát cho cái lũ đó cô chú phải không? Thì mình làm từ thiện cũng vậy, mình đi tới đâu thì mình phải hỏi thổ địa ở đó, tức là những người ở địa phương đó, cái nhân vật này như thế nào, và cho tôi một cái danh sách người nghèo đó. Nếu mà cảm thấy người nghèo ít quá chưa đủ, tại vì tôi cho tới 1.000 hay 1.000 quà lận, thì cho kế bên nữa là cận nghèo, hết cận nghèo nữa, rồi tới cái là ông già bà lão, hay là mình lựa là những người mà đi bán vé số đó, mình chỉ cần mình để cái băng rôn lên ở cái ngày tháng đó, tôi sẽ trao quà, tôi xin phép ủy ban ở đó trao quà cho những người mua bán vé số hoặc là người già, thì người già nào lợi là cũng được nhận quà đó, là như vậy đó cô chú Phong. Mình phải có chứ, mình phải có danh sách, rồi mình phải có đối tượng, giúp đối tượng nào, tự nhiên giúp cái thằng mà nó đang mà hút chích này nọ vậy đó cô chú đó, ví dụ gì đó, rồi nó cũng cho. Nó cũng như thằng Tư Gạo, thằng nó là phá làng phá xóm vào tù ra tội mà đi đem dưng tới họng nó sửa nhà cao cửa rộng cho nó. Bây giờ cô chú thử hỏi đi, những cái thằng mà nghiện ngập nhà nước có cất nhà cho nó hay không đó, ở ngoài nè cô chú cũng thấy nè, rồi những cái thằng mà quậy quạng này nọ đã có được là xếp trong cái danh sách nhà nước hỗ trợ cái này cái đó không, phải không cô chú? Đó mà người ta ưu tiên cho những người nghèo, những người siêng năng thật sự cả, còn những người nghèo mà cờ bạc cũng đâu ai đâu giúp. Đó, còn tụi này giúp con này có đúng không? Mà mỗi ngày đưa cái hình ảnh nó lên, rồi nó lương lẹo đủ điều hết trơn vậy đó, nó mồi chài như vậy đó. Cô chú thấy không? Nó mồi chài sấy sâu vô cái câu chuyện mua đất cất nhà liền, dựng lên một cái mạnh thường quân ảo đó, là gửi tiền về cho mua đất, rồi kiếm đất đi này nọ, kêu thợ hồ rồi thợ hải rồi, y gan như cô chú, y gan như sự thật vậy đó cô chú. Mà có ai đâu đó, con nói cô chú gì đó. Mà con nói cô chú he, mà có đi nó, cái người nó cũng không dám sức đầu lộ diện, chúng nó chữ con nói cô chú khỏi đầu thai luôn, không thiệt đó. Con Vi nó ý nó muốn như vậy, cho nên là nó dàn dựng như vậy. Rồi ngày mai nè nói là cái bà nào giả mạnh thường quân, giả cô thanh ác nhân sắc đức nữa, dụ nó đi kiếm đất, rồi cái bây giờ cái đầu cái không có cho nữa, không có liên lạc nữa đó, thì nó lên nó nói như vậy, nó buồn bã như vậy để có mạnh thường quân khác, ôi ta thấy tội nghiệp quá thôi, người ta cho nó này nọ. Nó cái ý của nó là nói lên mỗi ngày vậy đó cô chú, là cái vụ cái miếng đất cất nhà, cho nên nó phải tạo chiêu trò để có cái cớ để nói lên trên cộng đồng mạng biết là nó giờ nó đang cần cái miếng đất và cất cái ngôi nhà cho nó ở với ông Phi đó, rồi nó bỏ con luôn, con nó cho ở mình lên luôn. Trời ơi, trên đời này thật sự luôn cô chú, không hiểu nó nghĩ gì luôn, cũng thiệt biết là con sợ luôn cô chú, thiệt các con nhỏ nè, nó cháo chở, nó lật lọng, nó chuyện gì nó cũng dám làm, chuyện có nói không, chuyện không nói có, chuyện vu oan giấu họa cho ông Thảo là cô chú thấy rõ ràng. Khi mà người ta tính mời công an vào thì bà ta sợ quýu cái chân khóc lóc năn nỉ ỉ ơi. Còn những cái thức phim gốc của cô chú đó, và khi mà cái máy quay không còn quay nữa kìa, thì nó nói chuyện thấy thương thấy tội lắm đó. Nhưng mà rồi khi lên trên mạng là bắt đầu là nói vậy đó cô chú, gửi tiền về cho nó đi để cho nó lên trên cộng đồng mạng á, gọi đầu cái nó có cái động lực, nó chửi hết người này tới người nọ, chửi luôn khán giả, chửi những người là phản biện nó đó, tại vì lên dịch mặt cái gia đình nó, cho nên không ai cho nó cái, nó chửi bỏm thôi chú nghe không? Nó ác với con lắm cô chú, con Vi nha, ngoài mà cái chuyện nó lương lẹo nè nọ ha, nói sống ác với con cái đó, con thật. Nó bây giờ cô chú thấy không, nó đẻ ra nó không có lo đứa nào chứ, đứa nấy cô chú thấy bỏ cù bơ cù bất, sống với người dân không vậy mà coi chừng nó sống với người dân, coi chừng nó tốt với cô chú sau này hay là nó học cái cách sống ở ngoài đời này nọ với người á,
dạy nó dỗ nó, còn này về với con Vi là thôi thấy thua. Về với con Vi này là con nói cô chú là thấy thua thiệt á, hư luôn. Dạ thôi thì cái clip hôm nay thì con làm đến đây thôi nghe cô chú, con hẹn cô chú vào clip sau.